nữa của bạn cũng học lớp 2 ạ. Khi truyền năng lượng hỗ trợ từ xa thì có cần phải nói tên và bệnh trạng của người bệnh không ạ? Không cần, anh chị em chỉ cần biết cái người đó là được, là biết mặt cũng được, là nếu là tên là để anh chị em tập trung nó dễ hơn. Còn nếu không, anh chị em chỉ biết cái mặt của người đó, anh chị em tập trung bây giờ anh chị em gửi năng lượng cho cái người A, người B, người C ở bất kỳ nơi đâu, thì anh chị em phải biết cái khuôn mặt, hình dung cái khuôn mặt hoặc là cái tên, hoặc là không biết khuôn mặt cũng được nhưng mà có cái tên cũng được, thì anh chị em biết làm chứng gửi cái phần năng lượng cho cái người đó, thì cái phần năng lượng nó sẽ đến với người đó. Và cũng phải là cho cái người đó biết rằng tôi ở cách xa bạn đây nhưng mà tôi đang gửi năng lượng cho bạn đây, để cho người ta có một cái trạng thái là tập trung để thu nhận năng lượng. Hai bên đều có sự tương tác, có sự kháng khích với nhau thì cái năng lượng nó sẽ tác động hữu hiệu hơn vào cơ thể. Cũng như bây giờ anh chị em gọi điện thoại mà anh chị em bấm nút, anh chị em gọi cho cái người A, người B nào khắp mọi nơi đó, thì cái người đó bóc máy lên alo với anh chị em, thì anh chị em mới có thể chia sẻ thông tin và anh chị em có thể tiếp xúc để anh chị em tương tác trong một lĩnh vực nào đó. Còn chẳng hạn như một cái kỹ thuật nữa là anh chị em gửi email hoặc là gửi message, thì cũng là những hình thức để đến những người đó. Nhưng mà trực tiếp thì cái hiệu quả nó thành công nhanh chóng hơn. Và cố gắng hai bên cùng có sự tương tác mật thiết với nhau, cũng như là một người gửi và một người nhận, thì cái xác suất thành công, cái hiệu quả nó đạt được rất là nhiều, nhanh chóng hơn. Yên tâm nha, cái vấn đề đó là hai cái đối tượng cần phải hiểu rõ những cái kỹ thuật của NLG, cần phải hiểu rõ những cái công thức để anh chị em gửi năng lượng mới đạt được những cái sự thành công lớn. Dạ, cảm ơn chú. Nhờ con, kêu anh. So we have a question here for Mr. Lee, and it said that when I transmit energy indirectly, do I need to say the name of the recipient and their illnesses? Mr. Lee explained that it's not necessary to say clearly their name or their illnesses. You can just, what you need to do is you just know their faces, or if you want to know the name or use the name so that you can focus more on the energy transmission, then that's okay as well. The basic thing is that you know that you're transmitting energy and you have that focus during that energy transmission, and you can transmit energy to everyone and everywhere. And one important thing is that do let them know that you are transmitting energy to them, so that when they know that they need to receive the energy, then one person transmitting, the other receiving, that's much better. For example, it's like different ways of contacting people. You can send them emails, you can call them, whichever way that help you to connect to the person more quickly. Let's say if you phone them, they pick up the phone, you can talk directly to them. Whereas if you send them an email, you need to make sure and wait until they see that email so that they can see the content and why you're contacting them. So it's like a forms of contact. And in this case, it's a way of transmitting energy that can help both the transmitter and the recipient for more effective energy transmission.